đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh. Thì cũng đều hơn tuổi em hết. Người cũng bảo với cả em là bây giờ xác định, cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén rồi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, thì cô ấy trông ngon thật. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, em thích chị này. Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chào hai em. Vâng, hello anh chị. Vâng ạ. À, chắc là em xin tự giới thiệu, em là Ứng Duy Kiên và hiện tại giờ đang làm đạo diễn. Rồi, còn em? Dạ, em là Huyền, em 32 tuổi. Hiện tại em kinh doanh cửa hàng váy cưới. Huyền 32 rồi, Kiên dạ. Bao nhiêu? Em 27 tuổi. Vậy là Kiên bị già hơn Huyền nhiều lắm á nha. Em bị già hơn ạ. Cái tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Bọn em gặp nhau là vào một cái ngày làm việc. Bạn này bạn quay, còn em thì làm make up. Thì đợt đấy là bạn này bạn đang buồn. Tại vì là vừa mới chia tay người yêu, đúng không? Vâng. Đấy em bị lừa tình. Cái đó là cái câu chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2014 đó. Em đi làm cái dự án đấy thì là bạn bè có bảo là bây giờ mày đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh. Thì cũng đều hơn tuổi em hết. Người cũng bảo với cả em là bây giờ xác định, cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén rồi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, thì cô ấy trông ngon thật. Là cô kia chứ không phải vợ em. Không rồi, không phải. Xong rồi đến trường quay gặp cô kia thì lại không được như ý của mình. Nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng nhìn là thấy cô này ở ngoài khác, có thần thái tốt hơn. Đúng vâng, không? Đúng rồi. Tất cả chảnh, em thích con gái chảnh. Mà ngày xưa em cũng chảnh. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, em thích chị này. Thế còn em thì sao? Lúc đầu là không để ý gì thật. Rồi ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em. Có dễ dàng không? Còn lúc đầu cũng không dễ dàng lắm. Khoảng thời gian đầu em cứ chị rồi em rồi vâng vâng ạ. Lúc đầu là em không để ý đâu. Thì vì kém em tận 5 tuổi á, em nghĩ kiểu như là em thôi. Em chỉ nghĩ là vui thôi. Xong cũng ngoan lễ phép. Thì xong có tình cảm. Lần đầu tiên đi cà phê với nhau là ngồi nói chuyện nhau 4-5 tiếng luôn. Nhưng mà lúc đó là tụi em làm việc ngoài kia hay là trong này? Dạ ngoài kia. Bọn em cưới nhau xong rồi em vào. Cái lần mà anh ấy tỏ tình với em á, dạ, thì nó như thế nào? Lúc đấy là đi đưa nhau đi đi chơi về, xong rồi nhắn tin, nhắn đến tận 2 giờ đêm. Tự đưa đẩy nhau tỏ thôi. Tỏ tình là mình qua điện thoại thôi. Tin chat với nhau, hôm sau người yêu nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã xác định rằng là cái tình cảm mà em dành cho cô này đó là thật lòng. Bọn em có nói với nhau, yêu nhau thì mình cứ biết rằng là mình, thứ nhất là mình yêu nhau mình phải thật lòng. Thứ hai là mình sẽ không gây phốt gì cho nhau hết. Thế là được rồi. Còn cái chuyện mà có như thế nào thì cái đấy tính sau. Rồi các em làm cái công việc là làm phim thì chắc chắn là sẽ thường xuyên đi xa. Vâng. Dạ. Thì đi xa thì có đi xa không? Đi xa, có đi xa là như nào? Tiếng là mình xa đó thì có đi xa. Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Là sau khi tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Các lần đầu các bạn đi thì là nó là ở đâu? Đi ở khách sạn. Khách sạn đúng không? Đúng rồi. Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chờ dụ mãi. Em hay là em dụ chị? Chắc là cả hai dụ nhau. Hôm đấy ra là vợ em có hơi mệt. Em bị ốm. Hai người đi xem phim với nhau. Đấy, xong rồi em mới bảo là đi xem thôi, phim và mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu nghĩ chỗ khác. Đúng rồi. Thôi giờ về nhà sớm quá rồi thì nhớ nhau, không chịu được. Ra ngoài vậy, khách sạn đi. Thế là quyết định là đi khách sạn ở với nhau. Và ấn tượng. Chắc là trước rồi em toàn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành nên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào phóc và là nhìn là em muốn luôn rồi. Nhìn chén luôn rồi. Rồi cái chuyện tình cảm của em á, với bạn gái em lúc đó đó, cái tình yêu của các bạn có công khai không? Bọn em phải khoảng 3-4 tháng sau bọn em mới công khai. 3-4 tháng sau. Gia đình mình đón nhận cái việc đó như thế nào?
gia đình là phải 5 tháng sau. Ừ. Khi mà bọn em đã xác định bọn em đến với nhau rồi á, bọn em cùng nhau kinh doanh, đến khi mà ra mắt bố mẹ hai bên cũng rất là thuận tiện. Và là các cụ phải tin rằng là hai đứa đến với nhau là chúng nó có thể xây dựng một cái gì đấy, tạo cơ đồ đó. Cái quán đó là ở Hà Nội. Dạ. Và bây giờ là tụi em đang ở Sài Gòn. Dạ. Vâng, bây giờ tụi em định cư trong này. Vâng. Rồi ạ. Ồ, là tụi em có em bé chưa? Dạ, em có rồi. Không động phòng dính luôn. Tụi em bắt đầu lập nghiệp đây thì mọi thứ nó suôn sẻ như ở Hà Nội không? Không có nhiều. Ở ngoài kia thì bạn ấy cũng có một chỗ đứng rồi. Mà vào đây thì mình cái gì nó cũng mới ạ. Gần như là thời gian đầu bọn em không có công việc gì. 5 tháng. 5-6 tháng liền. Sau 5 tháng thì... mình khẳng định được cái vị trí và cái chỗ đứng của mình thì không phải. Sau 5 tháng thì bọn em có em lúc đấy thì em mới chuyển sang làm đạo diễn. Đó thì em làm gì? Trước đấy em làm quay phim với cả đạo diễn hình ảnh. Rồi là ở đây luôn chứ có ra Hà Nội trở lại không? Gần Tết thì em ra Hà Nội thôi. Ra trước khoảng 1 tháng thì Kiên còn bận việc ở trong này. Vợ với lại con là ôm nhau ra Bắc. Đúng rồi. Mình kiêng trong này luôn. Đúng rồi. Lúc đó kiêng sao? Ôi hoảng lắm chị. Hoảng sợ luôn. Rất nhiều thứ phải lo. Lúc nào ông lầm lũi ở nhà một mình. Có bị stress không? Stress chứ anh, em trầm cảm luôn. Giải quyết cái trầm cảm đó bằng cách nào? Ra với vợ thôi. Tức là như vậy là ông kiêng ông trầm cảm là vì ông nhớ vợ, nhớ con. Nhưng mà cái triệu chứng gì mà em khẳng định rằng đó là trầm cảm? Em hay nghĩ linh tinh. Rồi em cứ đi lại lại trong nhà nhiều, rồi làm một cái gì đấy em cũng bị đắn đo. Rồi em thức đêm nhiều này, rồi uống cà phê nhiều này, rồi làm việc cũng quá sức nữa, các thứ nữa. Nên là mình bị cục tính, làm cái gì cũng muốn chửi, làm gì cũng muốn đánh người khác. Đấy. Nhưng mà lúc em cục xúc, thực đấy là cục xúc. Lúc đó em biết không? Đến lúc mà bạn ấy ra rồi, em gặp chồng em rồi thì em hơi hoảng. Vì em thấy rằng là khác, em biết. Em nhận không được kiểu tình cảm ấy. Không kiểu tình cảm giống ngày trước. Lúc đó chắc xuống sắc lắm đúng không? Xuống lúc lắm đấy á. Bạn ấy gặp em mà bạn ấy mừng như là trẻ con được đi đi thôi mà em thấy như thế mới là kiểu cảm xúc thật ấy. Cũng hay mà. Đâu nhưng mà kiểu bạn kiểu nói mà. Như thế nào? Bạn ấy kiểu ví dụ nếu bình thường đi chơi ít khi bạn nhận xét tiêu cực á. Nhưng mà đi là toàn nhận xét tiêu cực thôi. Xong rồi về tối về toàn ôm vợ, xong rồi bảo là cái thời gian qua anh nhớ em lắm. Cả buồn thì... lắm. Tức là mọi thứ nó đều trở nên gọi là hơi quá một chút. Đúng rồi. Mà nói đơn giản em đi trên đường thôi, mình nhìn thấy một cái xe đặt ngang đường rồi em cảm thấy khó chịu và rất là ghét và muốn tìm chủ xe chửi cho người ta một trận. Vậy hả? Xấu xí và đánh đá kinh khủng khiếp luôn. Trầm cảm như kiểu trầm cảm thay vợ. Trầm cảm xấu sinh. Xấu sinh. Và bây giờ thì tất cả mọi thứ là yên ổn hết rồi đúng không? Anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu ở trong em thì có chứ ạ. Thì gần đây là hay cọc cằn. Hay to tiếng mà ngang á. Vâng, em bị cục tính. Ngày trước thì bạn ấy không nóng như thế đâu. Rồi bây giờ tới em nè. Bây giờ vợ em có thật xấu gì không? Hiện tại thì em chưa tìm được. Hiện tại bây giờ là em vẫn cảm thấy vợ em tâm lý vẫn đẹp. Em bừa bộn hơn chồng em nhiều. Đi đâu du lịch hay như thế nào á là toàn chồng em xách vali thôi à. Tại vì em mà xách thì lát sau chồng em ra chồng em bỏ ra xách lại. Ừ, đổ hết ra. Cái điều đấy cũng không quan trọng. Yêu em quá bạn chắc không nhìn những cái nhỏ đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không hay để ý tới tật xấu của người khác, chỉ cái gì nó chướng mắt quá bắt đầu thì mình mới nói thôi. Hiện tại nó hoàn hảo. Vâng. Hiện tại. Như vậy chắc chắn là dùng từ hiện tại. Chưa biết được tương lai như nào. Không cần gì phải thay đổi đúng không? Vâng, đúng chính xác. Em có mong chồng em thay đổi gì? Em chỉ mong là chồng em thứ nhất là bớt ngang hơn. Với cả là nhẹ nhàng hơn thôi. Có nghĩa là trở lại như là kiêng của ngày trước á. kiểu đấy. Thì đúng rồi, thỉnh thoảng vợ em có nói là anh khác trước nhiều quá. Đó, cho nên giờ vợ mong muốn kiêng trở lại như ngày trước á. Vâng. Còn kiêng có muốn vợ thay đổi gì không? Không, em thì em vẫn muốn vợ em như này là. Nhưng mà cô ấy có khi nào mà quên đi cái bản thân mình để mà chỉ có lo cho chồng, mà lo cho con, lo cho gia đình mà không có cái thời gian cho bản thân mình không? Em á. Có chứ ạ. Đó. Nhưng mà thật ra nói có thế thì em thấy vợ em vẫn đẹp. Lúc mà vợ em đẻ xong ấy, thì mất khoảng 2 năm ở nhà chỉ có nuôi con rồi đọc sách về bỉm sữa rồi tất cả các chủ đề cũng đều chỉ vì là con thôi. Ra ngoài gặp bạn bè của em hay bạn của cô ấy cũng toàn nói chuyện về những cái vấn đề như thế. Nên là em cũng kiểu cố gắng để làm sao để cho vợ em đi ra ngoài nhiều hơn, rồi quan hệ nhiều hơn, rồi làm đẹp nhiều hơn. Vì thật ra đúng đất đấy là tuỳnh toàng. Trông cũng chán chán nhưng mà em là một anh chồng rất là tâm lý á chứ. Vâng. Đối với tụi em á, chị cảm nhận một điều á là Kiên rất là thương vợ. Dạ. Yêu á, yêu vợ. Vâng, rất là rồi. Thương vợ. Em tìm
em tìm được ở vợ em rất nhiều những cái cảm xúc mang lại cho em. Đúng rồi. Người vợ, người bạn. Bạn ấy ở nhà mà em mà buồn, bạn có thể mặc xịp, bạn đứng bạn nhảy múa cho đó, em. Đó, đó. Đó chính vì vậy mà khi mà xa em một thời gian thôi, có một tháng trời thôi mà bạn bị trầm cảm là em biết là bạn thương em cỡ nào. Tức là em là một cái điều gì đó mà cần thiết vô cùng trong cuộc sống của bạn. Nó giống như hơi thở vậy đó. Em quá hạnh phúc khi em có một cái người đồng hành với mình như vậy. Thường những người đạo diễn họ, cái cảm xúc của họ thay đổi dữ lắm. Họ phải tìm rất nhiều chất xúc tác bên ngoài tạo cái cảm hứng. Nhưng mà em đã mang đầy đủ những cảm xúc đó cho bạn rồi. Thì thành ra là hai bạn á, là cũng giống như là món quà mà Thượng Đế á, cho tặng cho nhau á. Tức là ổng đem Kiên lại cho em, ổng đem em lại cho Kiên. Chị nghĩ là như vậy. Cần phải có nhau đó. Thôi xin chúc mừng hai em. Chúc tụi em hạnh phúc thôi. Chúc hai em hạnh phúc như thế này mãi mãi. Xin chào. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen và nói chuyện với fan hâm mộ. Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau. Còn rau thì đắt hơn sushi. Có cái gọi là những cái giải đấu game ấy, anh ấy phải đến mất đến mấy chục triệu một lần. Thì em rất là bực chơi game. Anh là ông bầu mà. Ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó ở trong game. Chào hai bạn. Nhìn bạn tôi thấy bạn hao hao, có nét giống một bình luận viên bóng đá. Dạ không ạ, thực ra thì em đẹp trai hơn. Bạn rất là tự tin. Dạ, em là Sơn, em 31 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Em là Phương Bích, em 26 tuổi, em quê ở Hưng Yên ạ. Em cũng là nhân viên văn phòng ạ. Sơn với Bích là gặp nhau và quen nhau ở đâu? Quen nhau thì ở Hà Nội. Em là bầu sô của một cái team đế chế ở ngoài Bắc. Team đế chế là trong game đúng không? Dạ đúng rồi. Em có chăm lo cho mấy bạn game thủ thì cũng hay ra Hà Nội. Bạn có một cái bài viết thì có thấy Facebook của bạn này, bạn ấy vào bạn ấy comment. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen nói chuyện với fan hâm mộ. Thực ra thì cái ép Facebook làm quen nói chuyện với anh Sơn thì là người yêu cũ của em chứ không phải là em. Người yêu cũ của em với anh Sơn thì cũng có nói chuyện chat Facebook bằng cái Facebook của em. Sau đó là em với cả anh Sơn là người nói chuyện. Thì sau bọn em cũng nói chuyện khoảng được gần một năm, là trong cái một năm đó thì anh ấy cũng thường xuyên ra Hà Nội thì cũng hẹn hò rồi gặp em mấy lần nhưng mà em chảnh nên em không gặp. Thì cũng có một lần nữa là thấy rủ dê nhiều quá nên là em rủ bạn em đi gặp anh ấy. Buổi đầu tiên gặp nhau thì em đi với bạn thì em cũng chẳng ấn tượng gì anh mấy đâu. Thực ra thì thấy anh cũng vui tính thôi chứ cũng hơi ít tóc, với cả đầu thì hơi hói, thì cũng thấy vui vẻ, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì buổi đầu tiên gặp nhau thì như thế, rồi bọn em có gặp thêm vài lần nữa. Đến lần thứ mấy thì bắt đầu mới có ấn tượng với bạn này? Chắc phải đến 3-4 lần ạ. Mà bạn này thì gặp bạn này ấn tượng liền không? Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau. Còn rau thì đắt hơn sushi. Thì là anh cứ kê chê em mà đúng là nhà quê. Sau đó thì buổi tối bọn em có gặp nhau thêm ở cái quán trà đá. Tối nói chuyện thì cũng thấy có ấn tượng hơn, với cả có một chút tình cảm gì đó với anh ấy nữa. Ở Sơn hồi nãy Sơn giới thiệu là Sơn là ở đâu? Hà Nội. Em sinh ra ở Hải Phòng. Nhưng mà 17 tuổi thì em vào trong Sài Gòn. Vậy thì cái quá trình mà hai người yêu nhau chắc có lẽ là có khó khăn gì là bởi vì xa nhau. Xa nhau. Em thì cũng hay ra Hà Nội chơi. Nhưng mà xa thì vẫn là xa. Có nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà có lẽ là em thì không nhiều lắm, tại vì em cũng khá là bận với công việc. Cái đội game của em cũng phải chăm lo nữa, bên cạnh chăm lo bạn gái. Trong cái khoảng thời gian yêu xa thì cứ một tháng cũng lại tranh thủ ra chơi game rồi gặp bạn gái, thăm bạn gái một lần. Khoảng được 4-5 tháng thì em tốt nghiệp, em quyết định vào Sài Gòn làm việc thì anh có về nhà em xin phép bố mẹ em. Sau khi mà bố mẹ đồng ý cho em vào Sài Gòn làm việc thì em ở nhà anh ấy. Hai đứa bắt đầu kiểu như là... Sống thử. Vâng, đấy thì cũng có bắt đầu em biết thêm một số những thông tin về anh ấy. Rất là bừa bộn rồi ham ghê game quá. Mà trước khi yêu thì anh giới thiệu anh ở một mình. Nên là cái gì anh cũng biết. Em đến nhà cũng 2-3 lần thì thấy nhà cửa đó rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thế xong khi vào mà hai đứa ở với nhau thì anh ấy bắt đầu quần áo bừa bãi, rồi là điện tử thì chơi từ sáng đến tối cũng được. Nhưng mà tại vì hồi trước em nói là em biết chứ không phải bảo em làm. Nó khác nhau, tại vì vợ em thì tự suy diễn rằng là làm luôn. Cái này là cái sai là của vợ em, chứ không phải tại em.
nhưng mà cái quyết định mà em về nhà của bạn này ở dạ. Thì em có đắn đo hoặc là em có phải hỏi ý kiến mẹ không? Lúc đầu cũng đắn đo lắm, xong là cũng bảo là thôi hay là ở chờ cưới xong rồi vào. Nhưng mà em thì em vẫn muốn là vào trước để kiểu như là thử xem cái hai đứa có hợp với nhau thật sự là có đi đến có được với nhau không? Được. Dạ vâng, lâu dài được không ạ? Nhưng mà bên gia đình em thì nghĩ thế nào về cái quyết định đó? Là nhà em thì sợ em ế. Là bất kỳ đối tượng nào mà vào được đến nhà em là gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Vô cùng sung sướng. Dạ, đúng rồi. Thực ra không phải em ở một mình mà thỉnh thoảng là mẹ em vẫn qua nhà chơi. Nhưng mà từ khi mà có bạn gái em vào là mẹ em đi luôn. À, mừng quá vì có người vô qua. Dạ, thì để hai đứa nó tự lo cho nhau xem nó thế nào. Lúc mà tụi em sống thử á, dạ. Lúc em vui không? Dạ cũng vui ạ. Anh ấy là vẫn giống như là lúc mình đang yêu không? Dạ anh có, cũng như là đang yêu cũng quan tâm rồi vào đây anh đưa em đi chơi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bọn em cũng xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn ở trong cái quá trình mà ở với nhau. Cái căng thẳng nhất mà hai đứa bọn em đó là ở trong một cái lần mẹ chồng em bây giờ có về nhà ăn cơm thì bà thì rất hay tiết kiệm nên là hay ăn cơm nguội. Tụi anh ấy nói rất là nhiều lần rồi nhưng mẹ cứ ăn cơm nguội thôi. Xong mà bữa một căng thẳng quá, trong một bữa ăn thì anh ấy nói mẹ không nghe, anh cầm cái bát cơm anh ném ra ngoài rồi mẹ khóc. Xong mẹ nói là anh hư như này kia. Thế là em rất là thương bà, em cũng khóc theo bà. Xong em mới bực quá, em mới đi vào phòng em đóng sầm cửa lại, em không nói năng gì cả. Và trong cái lúc đó thì em nghĩ rằng anh ấy thật là thô lỗ, rồi anh ấy hành động như thế là không tôn trọng mẹ, rồi những cái chuyện xảy ra mâu thuẫn hai đứa là anh ấy chơi game bừa bãi linh tinh. Rồi em quyết định cất bọn ba lô hành lý hết và em định mai em sẽ về ra Hà Nội. Xong rồi sáng hôm sau thì em cũng nguôi giận rồi thì em lại đi làm bình thường. Nhưng mà không ngờ anh ấy đi vào phòng em, anh ấy thấy ba lô của em rồi anh ấy lại alo gọi điện về mách phụ huynh bố mẹ em ở quê. Thực tế là em có hơi hư với mẹ em. Nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện của em với mẹ em. Tự nhiên lúc đấy bạn gái em tự nhiên lại giận dỗi mà rất là căng thẳng. Xin lỗi đã không nghe rồi, lại còn sáng hôm sau bước vào phòng, tại vì bọn em vẫn ở hai phòng khác nhau. Thì thấy là đồ là dọn xong hết rồi. Thì em cảm thấy rằng là thực ra là nó không bền vững gì cả. Làm gì mà một cái chuyện bé xíu xíu mà giận dỗi đến mức mà đi về quê luôn. Nên là em mới điện về quê em nói chuyện với bố của vợ em bây giờ. Thì bố bạn ấy có gọi cho bạn ấy. Vâng. Là... Nội dung là cháu không chịu được con của bác nữa hay là hay giận dỗi rồi thôi Bích thích về thì Bích về. Cháu không giữ Bích nữa hay kia thì bố em cũng gọi cho em. Hai đứa có chuyện gì mà sao thấy thằng Sơn nó gọi điện nó có vẻ là bực bội rồi nó cũng khóc, rồi vừa khóc vừa nói nó bảo là hai đứa không thôi, nếu mà không ở được với nhau mà căng thẳng quá thì thôi đi về với bố mẹ. Lúc mà bố em rất là thương em phải vào đây mà một mình thân con gái không có ai ấy, thì bố mẹ em cũng tưởng là có chuyện to mà đến mức như thế thì bảo em là thôi nếu mà không có cảm thấy hai con ở nhau thì con về đây với bố mẹ. Thì em cũng động viên lắm. Thực ra là bọn con cãi nhau thôi chứ hôm nay bọn con làm lành rồi. Thì em động viên bố em để bố em đỡ lo lắng, không mọi người ở quê lại lo. Sau khi nói chuyện bố em xong thì em gọi là cái cơn bực của em nó nổi lên, bởi vì có chuyện thế anh cũng đi mách bố em như vậy làm bố mẹ em lo lắng. Em đi về nhà em cứ thẳng vào phòng em xách bao em lô em kéo đi đến cổng thì anh ấy chạy ra anh ấy ôm em, anh ấy xin lỗi rồi anh thế này thế kia. Thì lúc ấy là ở em thì cũng nguyên giận, thế là hai đứa làm lành. Cái vụ đấy là cái vụ căng thẳng nhất ạ. Đó là trước hôn nhân đúng không? Rồi dạ. Rồi cũng y như vậy nhưng sau hôn nhân hứa hẹn là sau hôn nhân sẽ thay đổi những cái gì mà chưa hài lòng với nhau. Có thay đổi không hay dạ. Là cái mức độ nặng hơn? Mức độ nặng hơn chị ạ. Vâng, nặng hơn ở đây ví dụ như là sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game qua tin nhắn, tất cả chỉ là các game thủ nhắn tin hứa hẹn tuần này đội nào đá với nhau. Tình hình là không ổn thì em mới nghĩ mình phải có một cái biện pháp bắt ông ấy hàng tháng phải đưa tiền về cho vợ. Nhưng mà kiểu gì anh vẫn có quỹ đen quỹ đỏ ở đâu ra. Thỉnh thoảng em kiểm tra thì những cái tin nhắn chuyển khoản đi chỗ này chỗ kia cũng mấy triệu. Nhưng mà nói thì anh cứ bảo công việc của em thì của anh làm sao em biết được. Có khi nào mà anh bỏ tiền ra anh mất một số tiền lớn có, cho game không? Có cái gọi là những cái giải đấu game ấy anh ấy phải đến mất mấy chục triệu một lần. Ủa. Thì em rất là mà là bực tiền để làm gì? Anh ấy chơi game anh là ông bầu mà ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó trong game nên là anh ấy bỏ tiền ra để anh ấy kiểu như thích sống ảo quá. Ủa bầu mà bỏ tiền ra là sao anh? Dạ anh cứ tưởng tượng em như Đoàn Nguyên Đức. À bỏ tiền ra cho thi đấu đúng không? Dạ đúng rồi, thì thi đấu thì thực ra thì các cái đội chơi thi đấu với nhau thắng thì có thưởng. Chỉ mà thường là... thì thưởng cho game thủ thôi, không ai thưởng cho ông bầu. Dạ thì đúng rồi. Thì em ông bầu phải làm nhà tài trợ đó. Đấy, là bỏ tiền ra là coi như là tài mất trợ. Tiền luôn đúng cho rồi. Tài trợ cho vâng cho đúng rồi ạ. Đó. Đó thì em cũng rất là buồn cái việc đấy. Có bao giờ mà anh mê mẩn tới cái mức mà anh quên luôn cái trách nhiệm làm chồng với em không? Nghĩa là mê game quá rồi quên luôn cái công việc mỗi đêm
Đó. Mắc cười. Nói chung là cũng không lấy cái anh có bạn chơi game biết nè, thường xuyên có nghĩa là ghi đầu vào game mà đôi khi là chơi tới 1-2-3 giờ sáng là quên nhiệm vụ là chuyện bình thường. Anh nói đúng rồi ạ. Em thì sau sinh thì em có bị trầm cảm sau sinh, một vấn đề là cũng do anh ấy là chuyển sang giai đoạn chê vợ. Trời ơi, béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn nhìn như heo bụng gì mà bụng toan dặn ra rồi là ôi trời ơi, bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hà với Tăng Thanh Hà thế này thế kia. Chê vợ rồi là tối sao lại ngủ riêng. Bởi vì anh ấy cứ đổi cho tính chất công việc. Anh thì khách hàng là người nước ngoài, nó là múi giờ ấy chị. Nên là tối là anh hay chat đêm. Thì hôm nay em giận quá em vào phòng em khóc. Em nhắn tin là thôi anh cảm thấy mà cái anh có những cái đam mê mà hơn cả vợ con thì thôi, từ nay anh cứ sống cái cuộc sống tự do của anh muốn. Chúng ta cảm thấy không hợp nhau nữa thì thôi, bây giờ tạm thời ly thân, mai mốt không ở được với nhau thì ly hôn sau. Trời ơi giận để chỉ mong anh nhắn tin lại là ô anh xin lỗi mày này kia, giải thích từ luôn không hồi âm gì hết. Tại vợ em thì rất là dễ giận, nhưng mà rất là dễ để hết giận. Thì tối hôm đấy thực ra thì em buồn ngủ quá, thì lúc mà đêm em thức dậy thì em thấy có tin nhắn. Nhưng em nghĩ ôi giận mai hết giận mà kệ. Thế là sáng hôm sau thấy vẫn không hết giận, mặt nhìn hăm. Nhưng mà lúc đó là Sơn ở đâu? Em ở phòng bên cạnh ạ. Rồi sao? Thấy cái cửa nó vẫn cứ rầm. Mỗi lần giận là em cứ đi đọc, qua đi lại em đóng cửa xong một nhắn cái. Thì em nghĩ thôi chết rồi, tình hình dạo này mình không có động chạm vào vợ, có khi vợ lại nghĩ mình thế này thế nọ. Em hết sức là thông cảm cho vợ. Thế là em chạy vào em năn nỉ. Nhưng mà chị hỏi thật em nè, cái cảm giác của em như thế nào khi mà em thấy vợ em quá thay đổi sau khi sinh? Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi. Chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự ấy, lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm, em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng xuống bên cạnh em đấy. Em cảm thấy rất là lãng mạn. Tuyệt vời. Chẳng có ai mà mập như vợ em hết. Em thì được cái là tăng hơn 20kg lên, nó hơi béo và sau thì nó bị giãn ra nhiều quá. Nên là cứ mỗi lần là anh cứ chê em nên em rất là tự ái rồi. Cái đụng chạm vợ chồng hay là gì anh ấy cũng cảm giác như là anh xa lánh, anh chê mình quá nên em cũng bị tủi thân. Em thì cũng hơi run thật. Bây giờ vợ mình nó bình thường đang nhỏ nhỏ, mập lên thì tại vì cũng chỉ ôm thôi. Còn nếu mà đụng chạm vợ chồng thì anh cứ tưởng tượng nó có một cái gì đấy nó to nhưng mà nó lại dễ vỡ đấy, mong manh lắm. Thường á có một số ông chồng họ nhìn những cái vết rạn á ở bụng họ sợ, em có sợ không? Em không sợ. Về nếu mà nói về các cái vết rạn ấy thì thực ra là em rất là áy náy vợ em, là thì vợ em phân công nhiệm vụ của em là mỗi tối massage 1 tiếng cho vợ em. Nhưng mà đợt đấy em cũng hơi bận chơi game nên là thường xuyên là vào trễ, vợ em ngủ mất rồi khỏi massage. Thế là lỗi của em xin nhận lỗi. Bây giờ Bích muốn ông xã Bích thay đổi điều gì? Giúp vợ rồi có trách nhiệm với gia đình hơn. Còn Sơn? Em muốn vợ em tự lập hơn, ít giận hơn. Chị thấy nè, vợ chồng em á có một cái điều này á gọi là bổ sung cho nhau rất là hay ha. Chồng em á thì về nhan sắc á thì không sánh được với em, nhưng mà bù lại chồng em rất có duyên. Dạ. Chồng em rất là có duyên luôn. Nếu mà chị mà gặp cái người đàn ông mà kiểu như thế này á là chị sẽ có ấn tượng ngay từ giờ phút đầu á. Đó. Và vợ em á thì lại sở hữu một cái nhan sắc quá là xinh xắn. Chị không biết lúc mà trước khi vợ em sanh á vợ em đẹp như thế nào. Thì chị không biết nha, nhưng mà ngay bây giờ á sau khi đã làm mẹ một con mà đã hết hồn rồi thì vợ em quá là xinh, quá là đẹp luôn. Dạ. Tụi em á đó là có một cái sự bù trừ cho nhau, gọi là nói vậy thôi, đã có một quá trình gọi là mình đã thử trước rồi thì mình mới đi đến hôn nhân. Thì chị nghĩ rằng á những cái mà nhỏ nhặt đó chỉ là những cái nhỏ thôi, nó không phải là cái lớn lắm trong cái cuộc sống vợ chồng của tụi em, đúng không? Thì cái lớn mình đã vượt qua rồi. Đã hai lần mình định là mình xách bước ra đi, nhưng mà mình đã ở lại được rồi thì sẽ không bao giờ có lần thứ ba, đúng không? Tôi thì giữ đi. Dạ, cô vợ em giữ em biết mà. Em hay quá ha, nhưng mà vợ em á là chị nói thiệt, em phải giữ đó nha, chị nói thiệt. Mà nếu muốn giữ thì trước tiên là em phải thay đổi một số, bớt cái game kia. Dạ. Bỏ tài trợ đi. Thứ hai nữa là thay vì mình quan tâm game nhiều quá, mình quan tâm vợ mình một cách nồng nhiệt tâm hơn nữa, đúng không? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Mai ơi ăn bánh tráng không? Xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền, mà nhắn cho chị Mai lại nhắn cho em, nhắn lộn cho em. Tá quả lên. Cứ vô em yêu cái này điện thoại lại. Chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì? Mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Có ghen á.
ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Trời, nhìn bữa nay sưng rồi, nhìn thấy sưng rồi. Thấy sưng mà thấy cặp cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống vậy tôi nhìn thích ghê. Vừa thấy cô dâu có cái áo dài màu đỏ và thêm một chú rể màu xanh. Đúng rồi. Hy vọng một năm mang sẽ mang đến một cái năm mới rất là nhiều may mắn cho tất cả mọi người. Em giới thiệu về mình đi. Em là Lê Thanh Điền, 34 tuổi. Em làm công tác đoàn của công ty dược Sài Gòn. Em tên là Trần Thị Thanh Thảo, năm nay em 32 tuổi. Em cũng là cán bộ đoàn của quận 4. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lúc đó là được đi học lớp cán bộ đội. Vợ mình lúc đó không phải là người của mình chọn. Lúc đó mình làm quân sư cho một cái người bạn trong lớp. Để cưa bạn gái. Để cưa của bạn này, rồi sao? Mình hướng dẫn anh nó rất là nhiều chiêu. Rồi cuối cùng thì quá nhiều chiêu thì chiêu nào cũng không được. Cuối cùng là chỉ có người quân sư được. Ủa ông quân sư này làm sao mà không được vậy? Vô lớp thì em cũng không để ý tới ai. Anh đó thì ảnh mới để ý tới em rồi gọi điện thoại rồi mời đi ăn. Mà do là em cũng không có thích nên là em từ chối hết. Nhưng mà vô tình thì lại quen với quân sư. Ủa, vô tình là vô tình sao? Dạ, trong một cái đợt tập văn nghệ của lớp để chuẩn bị chào mừng 20 tháng 11 á thì tụi em có tập trung thì lúc đó mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ủa chị thắc mắc này, ủa tại sao lúc đó em lại để ý? Lúc đầu em không để ý mà. Lại lúc mà mình làm quân sư thì nó khác. Rồi sau này mình nhìn lại thì mình thấy bạn này cũng xinh xắn, dễ thương. Thôi quân sư người ta không được rồi, giờ thì mình phải chuyển thành của mình trước. Đó là mình mời hát chung. Rồi sao nữa? Sau đó thì tụi em có một cái buổi đi chơi chung với lớp á, thì cũng có một số anh trong lớp đề nghị là chở em. Mà lúc đó thì anh Điền cũng đề nghị, rồi em cũng đồng ý cho anh Điền chở đi chung. Mình được chở bạn nữ xinh nhất của lớp á, là tụi mình thấy cũng vui. Quá hãnh diện chứ, đúng không? Lúc đó mình chở đi là rất nhiều người nói thằng này nó hướng dẫn ra thế giới tôi. Lúc đó thì chỉ thích nhau thôi. Sau đó 3 ngày thì tổ chức một hội trại để mình tổng kết lớp. Thì buổi tối đó nguyên một nhóm bạn với thầy cô cùng đi ra ngoài biển. Và lúc đó thì cái cảm xúc mình dâng trào. Cảm xúc dâng trào đó là cái gì? Nắm tay. Và cái nắm tay đó cũng một cái lời yêu mình ngỏ. Tin nổi không trời? Mới quen rồi nắm tay rồi cho không ta? Người ta nói là tức cảnh sinh tình thì lúc đó anh Điền mới thể hiện tình cảm bằng một cái nắm tay. Thì em nghĩ cái nắm tay đó là cũng một cái gì đó để ngầm hiểu. Dạ, ngầm hiểu. Rồi từ khi nắm tay bà biển là nên là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau khi quen nhau thì hai bạn có chuyện gì vui không? Dạ có một lần mà em đang ngồi ở cơ quan em làm việc á thì em mới nhận được một cái tin nhắn của anh Điền gửi đến. Cái nội dung tin nhắn là Mai ơi ăn bánh tráng không? Xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền mà nhắn cho chị Mai lại nhắn cho em, nhắn lộn cho em. Nên là tá quả lên. Rối quá. Quen cứ mỗi lần rồi nhắn nó gửi. Quen rồi cứ vô gửi. Cứ vô em yêu cái nghe điện thoại lại. Chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì? Mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Còn ghen đó. Hay. Dạ lúc đó em không tin chị, không có chấp nhận cái chuyện là nhắn lộn tin nhắn như vậy. Tại sao em không nhắn rủ em đi ăn bánh tráng mà lại rủ cái chị kia? Nên là em giận mấy ngày. Nghĩa là giận mấy ngày luôn? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau đó còn phát hiện ra cái gì bất ngờ ông chồng hay nhắn tin nhầm này không? Anh Điền thì vô tình hay cố ý thì em không biết. Nhưng mà những người bạn gái của anh Điền lại có chung một tên Thảo. Mấy người lận em? Ba người. Tình cờ hay là do bạn ấn tượng cái tên Thảo? Không, cái đó là tình cờ. Với chắc mình cũng là một cái âm mưu của mình đó. Nếu mà có lỡ mà nằm mơ mà nhớ bạn gái cũ Thảo ơi anh yêu em thì lúc đó vợ mình còn thương mình nữa. Trời ơi. Trời, tội nghiệp thuận quá à, té rồi. Trời ơi, đúng là âm mưu ghê luôn. Ghê thiệt chứ, công nhận á. Tiếp xúc nhiều mới thấy đàn ông nhiều chiêu thiệt á Thuận. Nhưng mà em có rắc rối gì với cái chuyện mà ba cô cùng tên Thảo không? Trong ba người tên Thảo đó là em người thứ hai. Đời nhì đó phải không? Đời nhì. Ủa? Ủa còn đời ba là sao? Không lẽ đời ba sau em? Dạ đúng rồi, tại lúc đang hai người đang quen thì có một chị cũng tên Thảo cũng thích anh Điền. Có nhiều tình huống xảy ra nên là em phải dùng cái chiêu là lạc mềm buộc chặt để
lôi anh Điền về với mình. Em buộc làm sao? Thì lúc đó cũng chia sẻ rồi phân tích rồi dùng những cái chiêu của một người phụ nữ, em nghĩ chị Hồng Vân biết mà. Dạ. Đúng là lạc mềm buộc giặt. Có lúc nào mà em cảm thấy em bị áp lực đối với cô Thảo này với cái kiểu mà buộc rồi mềm rồi nói chung là chiêu thức của cổ mà đến độ em cảm thấy em stress mà em phải trốn chạy cuộc đời này không? Dạ có chị. Có mấy lần nhất sợ nhất là gọi điện. Gọi điện thoại là gọi điện thoại xuống. Gì hả? Gọi điện riết mà thiệt nhiều khi là em nói với nhà nói là đừng gọi và nhắn tin cho anh nữa. Có bài hát đó. Vậy à? Sao vậy em? Tại sao phải gọi nhiều như vậy? Cái ảnh có cái tật là khi mà đến bàn tiệc rồi vô ngồi rồi bắt đầu cụng ly với bạn rồi á, thì em gọi thì mới là phát hiện là ảnh đã vô nhập tiệc rồi đó. Nên có nghĩa là đi trước khi đi nhậu là không bao giờ gọi. Dạ, chỉ gọi sau khi đã xỉn không rồi. Tức là để em phát hiện không à chị. Nhưng mất mà mất gì mà em không điện cho vợ em biết là anh đi nhậu ở cái địa điểm này nghe, lỡ có chuyện gì thì hốt anh về, ví dụ vậy. Anh Thuận có đi nhậu không? Có. Anh em ở đây người nào mà có gia đình rồi á, đi nhậu mới biết. Nhậu mà lúc nào mà gọi cho vợ trước á là bảo đảm là sẽ bị cằn nhằn. Là nhậu mất vui phải không? Đúng vậy. Thôi để mình cứ nhậu giữa chừng cái mình gọi có la cái gì á. Với mình có một cái chiêu nữa, mỗi lần mà vợ gọi lại điện là cứ alo, vậy đi nha, ok vậy đi nha. Cái mấy đứa bạn nó hỏi ai gọi mày, vợ tao gọi. Ủa tao tưởng mày làm ăn cái gì? Tưởng mình đang làm, mình cứ gọi vậy để cho mấy bạn nó khỏi nói mình sợ vợ. Hay. Thực ra là mình có sợ vợ đó đúng không? Thì anh hỏi em nè, bao lâu á em mới quyết định là cho ông dặm ngọn? Tụi em làm đám hỏi năm 2006. Làm đám hỏi xong thì mới suy nghĩ, đám hỏi xong rồi lỡ anh bỏ em thì thiệt thòi cho người nữ. Thì hai đứa mới quyết định là đăng ký kết hôn. Rồi cưới liền? Dạ không, tới 2007 mới cưới. Trời ơi, tới một năm sau mới cưới luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là ông chủ tịch phường mới nói là thằng Điền là nó bị kêu án chung thân rồi. Một năm sau nó mới được thụ hình. Nè nói nghe nè, nhưng mà đã đăng ký kết hôn xong rồi mà không ở chung nhau như vậy á, Thảo có sợ không? Đâu có gì đâu sợ anh, tại vì còn trên danh nghĩa pháp lý là đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Nên là anh Điền có làm cái gì em cũng không sợ. Trời ơi, tụi em có cảm thấy là dại dột không khi mình bỏ phí mất một năm? Em nghĩ thì trong quá trình một năm đó để cho tụi em chuẩn bị về nhà cửa, quen từ từ cái nề nếp của hai bên gia đình rồi mới về ở. Nhưng mà hai ông cụ xui á có hợp nhau không? Bố vợ của em á là người nói vùng Bắc, còn ba em là nói vùng Nam. Ba em á thì bị lãng tai, còn bố vợ em á trong chiến tranh á, bố là thương binh nên thành ra bố cũng nặng tai lắm. Cái ngày chuẩn bị đám cưới hai người mới nói chuyện thì hai ông nói chuyện hay lắm, cứ dạ ok nghe quyết đó. Nhưng mà thật ra không biết gì hết, không nghe gì hết đúng không? Không nghe gì hết. Cái ông nào cũng lắng tai. Và cuối cùng á là hai mẹ mới ngồi nói chuyện với nhau mới thống nhất truyền tải lại cho hai ông. Nghĩa là trong đám cưới của hai bạn chắc chắn nó có rất là nhiều câu chuyện vui đúng không? Thì nó cũng có nhiều chuyện lắm. Chuyện gì? Ba em á là bắt hai bên đều bận với áo dài khăn đóng hết. Mới đầu là mình thấy nó rườm rà quá, sau này mình nghĩ lại là cán bộ đoàn nữa, mình giáo dục cái truyền thống nữa, coi như là anh em nè rồi chị em đôi bên phải mặc áo dài khăn đóng. Dạ, hết đúng, đúng lúc không? Đó tụi em phải đi thuê áo dài khăn đóng cho em, thuê hết cho. Dạ, tất cả các anh chị em hả? Trong đó thì có một người em của anh Điền ở bên Hà Lan về cũng thích bận áo dài khăn đóng, cũng bưng quả. Thì lúc đó cái em đó lại không có chịu cái màu của những người bưng quả mà lại đòi màu của chú rể, nhất quyết là phải mặc cái màu này nó mới đẹp, cái màu này nó ngon hơn cái màu kia. Xong rồi thì ở nhà anh Điền rồi phải giải thích cho các em đó là con phải mặc cái bộ cho phù hợp với lại bưng quả, còn cái của chú rể là người ta riêng. Thì sau đó các em nó mới chịu mặc. Chịu đó. Dạ, còn không mà nặng nặc bữa là coi như đòi là cướp đồ chú rể. Cũng dễ thương quá ha. Cái đám cưới nhiều chuyện vui thiệt á. À, Điền với Thảo là có mấy bé rồi? Dạ mới có một bé 2 tuổi. Vậy thì Điền mong muốn Thảo có thay đổi gì không? Và mình muốn là bớt việc bởi chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy thôi à? Thế còn Thảo? Em cũng mong muốn là ảnh cũng bớt những cái tiệc ngoài giờ á, cái nhịp độ mà nhậu trong tuần nó rất là nhiều. Dạ. Nghĩa là điều mong mỏi Thảo có Điền duy nhất là gì, bớt nhậu một xíu thôi. Tức là thực ra hai bạn này á đều có một cái mong muốn giống như nhau là dành thêm thời gian cho nhau nữa. Và cần thiết nhất là cho đứa con của mình. Chị nghĩ rằng cái này nếu mà các bạn muốn thì các bạn sắp xếp được mà đúng không? Đơn giản. Tất cả là do mình. Đó, rất may mắn là ngày hôm nay trong cái ngày đầu năm mới, ngày xuân á, mình được tiếp xúc với hai cặp vợ chồng mà các bạn là gần như á, là trong cuộc sống các bạn rất là hài lòng về nhau. Những cái điều mà mong mỏi thay đổi nó chỉ là một chút xíu mà nếu mà làm được á thì sẽ là những cái gia đình hết sức là hạnh phúc.
Điền bớt bạn bớt bè bay về bên bé. Bay về bên bé. Trời thơ kỳ quá. Xin cảm ơn hai bạn. Tôi đi xét xét rẹt bên em vậy đó. Lúc đó cũng nghi nghi, chắc là có ý đồ đen tối gì đó. Rồi sao có nói gì không? Bay tới khôn luôn chị. Đó cướp răng. Ủa vậy hả? Không chịu xin phép em. Thế là em tức quá, quýnh đấm nhát nhén gì đó bè tôi. Thì vô nhà em thấy là nào là huy chương đại hội võ thuật, nào là tới đấu đối kháng, giờ em nhìn vô toàn con vợ không. Giờ em là võ gì? Chơi coi gì? Dạ cũng được ít chút chai đen rồi. Trời ơi, đai đen rồi hả? Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. À, hai người giới thiệu cho mình. Em là Khôi, hiện đang làm chuyên viên kiểm nghệ phần mềm tại công ty Logic Việt Nam. Năm nay em 30 tuổi. Hơi bị chững chạc đó nghe. Rồi em. Em tên là Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại văn phòng đại diện của công ty Novel Pharma. Tại sao hai người lại gặp nhau? Hai đứa em học chung khoa trong trường, nhưng em trên và em hai lớp. Tụi em cùng học chung khoa toán tin, nhưng mà cả hai đều không biết nhau. Vậy thì lúc nào mới biết nhau? Ngày Noel là 24 tháng 12 năm 2011. Thì hôm đó là hai người bạn cùng lớp với em á, thì mới rủ em là đi cà phê. Thật ra á, là hôm đó em cũng không muốn đi, nhưng mà bạn em nó nói thôi mày đi đi, tao giới thiệu anh này cho cái người bạn của em đó. Thì em cũng đi xem sao. Mà nghĩ thì chắc là anh này cũng không có gì. Em cũng không thèm trang điểm, cứ quần jean rồi áo sơ mi thế em đi. Chị thấy không, rõ ràng là duyên đó chị. Cái lần đầu tiên mà em gặp chồng em đó, thì cái ấn tượng ban đầu á như thế nào? Là cao to và phải đẹp trai cơ. Đâu đúng rồi chị. Còn quan trọng cao to mọi người. Đó. Nhưng mà chồng em á thì chỉ đáp ứng được nửa thôi, tức là cao to thôi nhưng mà không có đẹp trai. Không, nhưng mà vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của em á về vợ em là như thế nào? Đúng kiểu bộ bậm em thích, nghĩa là em cũng thích con gái đều và màu mè lâu lắc, thích nhanh gọn lẹ. Sau thì hai đứa chết qua chết lại, tự nhiên nổi hứng lên, giờ cơm chưa, sẵn mời ăn cơm luôn. Là trong cái bữa cơm đó là chuyện tình yêu đã xảy ra phải không? Không chị, tại vì lúc đó là thấy cảm tình thôi, tính em thì cái gì cũng từ từ. Tuần sau vợ em cùng nhóm bạn đi Nha Trang chơi, em thì cũng đi với công ty. Đó cũng là chuyến đi định mệnh đó chị. Nếu chuyến mà... đi định mệnh. Dạ, nếu mà không có chuyến đi đó thì chắc là hai đứa em không có thành vợ chồng như bây giờ đâu. Vậy thì làm cái gì để định mệnh? Không, thì hôm đó đó là ảnh gọi điện thoại cho em, hay bây giờ anh đi chơi chung với nhóm em được không? Thì trong cái buổi đó thì anh này cứ đi xét xét rẹt bên em vậy đó. Lúc đó cũng nghi, chắc là có ý đồ đen tối gì đó. Rồi sao, có nói gì không? Dạ không nói gì hết. Lúc đó là nắm tay, ảnh cứ đã đổ mồ hôi đầy tay vậy đó. Rồi tay thì cứ run run như là bị điện giật á. Là sao em không nói mà em chỉ làm thôi vậy? Tại vì lúc đó là mới quen con tuần rồi, không lẽ nói gì? Nó không được, cố ý nắm tay thử. Mà không ngờ vợ giật ra. Rồi sao khi mà bung cái tay ra rồi đó thì bao lâu thì mới tỏ tình? 2 tháng sau anh, đúng ngày Valentine luôn. Em cứ tưởng tượng ảnh là tỏ tình với em thì phải là mời em đi ăn tối trong một cái không gian hoặc là lãng mạn, có nến, là có hoa hồng. Này ảnh rủ em đi công viên. Sau đó là ảnh tặng cho em một cái món quà. Đây. Con này đây. Là em ngụ ý gì vậy? Đi chơi với vợ, mỗi lần nói chuyện với vợ, vợ cái anh nhìn em hoài cái đẩy em đi chỗ khác, tay không cho nắm. Đó là quen mà thầy game cái con này em mới ngụ ý là tay ngắn, không được nhìn, không được nói, chỉ nghe thôi. Hả lại bự nè. Cách ngầm đó. Hay không? Dạ không, lúc đó là em thấy con này em cũng bất ngờ lắm đó. Ủa anh tặng em cái con gì vậy? Thở không ra thở mà gấu không ra gấu. Trời ơi em tức quá đi. Dạ không nhận lời luôn. Dạ từ chối luôn vì cái tội là tỏ tình mà không có lãng mạn. Mượn mây đẩy trăng thế hả? Đúng không? Rồi cái lần tỏ tình nào mà thành công của bạn? Từ là vợ em thích độc, lạ, lãng mạn. Còn em thì độc có, lạ có, lãng mạn không có. Cho nên em cho em thành kinh dị. Cái đợt đó là tụi em lại đi Nha Trang lần thứ hai. Hôm đó là đi lên Vinpearl á. Thì đợt đó là có khai trương một cái trò chơi mới là xe trượt núi. Thì em với ảnh là mới đi chung trên cái xe trượt núi đó. Đi đến đỉnh, cái ảnh thắng xe lại cái két. Quay qua mặt mày nghiêm trọng. Cái mới hỏi em là em yêu, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Trời ơi. Lúc đó em đứng hình luôn vậy đó. Không có cái ông nào mà tỏ tình gì mà kỳ cục vậy. Lạ lùng sủng vậy. Dạ, chắc mình nhận lời đại cho rồi. Chứ lỡ ổng chơi cái trò dại dột, đá mình xuống dưới chắc chết. Nói chung là vợ em á là quá nhiều bất ngờ về em. Ngược lại em có bất ngờ gì về cổ không? Ấn tượng ban đầu của em về vợ em sau khi quen biết xong nó phá sạch sản. Em hoàn toàn không thích một cô gái đều. Nói chung là
Ghét chỗ nào chơi chơi chỗ đó. Đủ hết luôn anh. Có nghĩa là điệu nè, rồi make up nè. Rồi ngoài ra còn một cái phát hiện gì mất có chị. Để em kể cho nghe, sau khi em tỏ tình xong thành công rồi đó, vẫn chơi cho em hôn. Thì 3 tuần sau đi công viên, em mới lựa được cho đàn em cướp răng. Và cuối cùng có cướp được cây răng cửa không? Em cướp được chút xíu, nhưng mà em lại bị bầm mình. Lúc đó là đang nói chuyện vui vẻ bình thường, cái ảnh im re. Rồi xong cái mặt mày á, thì cũng nghiêm trọng lắm. Thôi mình cứ ngồi xích xích lại em vậy đó. Lúc đó là em nghi ngờ rồi. Chắc là anh này là ý đồ đen tối. Đó là nguyên nhân mà em không có cho anh nhìn, không có cho anh đó. Mà nhìn mặt ảnh cũng lúc đó cũng gian gian nữa. Đó là một hồi chút xíu nữa là bay tới hôn luôn chị. Đó cướp răng luôn. Ủa vậy hả? Không chịu xin phép em. Thế là em tức quá, quýnh đấm ngắt nhén gì đó tè tù. Tức là bữa đó em mới biết vợ em có vợ hả? Đó chưa biết luôn chị. Chưa biết. Vậy chưa biết. Thế sau đó là mỗi sáng thì qua nhà chở về đi chơi. Thì vô nhà mới thấy là nào là huy chương đại hội võ thuật, nào là tế đấu đối kháng gì, em nhìn vô toàn tên vợ không. Vợ em là vợ gì? Trai tay gì? Dạ cũng được, ít ít trai đen rồi. Trời ơi, đai đen rồi hả? Đai đen mà em bầm mình làm hơn đó nghe. Đai đen hai đẳng chị. Chị ra em phải luyện chiêu chị. Chiêu sao? Em luyện cái chiêu là xỉu cái định hướng tâm pháp. Thuật ngữ của dân chơi game. Em thì không thể nào quýnh một người phụ nữ, nhất là vợ của em được. Cho nên là khi vợ quýnh em xỉu. Xỉu. Nhưng mà xỉu có định hướng. Xỉu đâu? Xỉu với người bạn. Đúng vậy, em đè. Cưới xong em mới nâng cấp nó lên thành hủ lô thành công. Hủ lô. Hủ lô. Hủ lô là cái chiếc mà nó đẩy mới chiếc mang ngoài đường. Mà bây giờ vẫn còn vận dụng cái chiêu đó hả? Dạ vận dụng hoài anh. Cứ mỗi lần là cãi nhau hồi mới hả nóng lên là bắt đầu ảnh chơi ủi luôn. Ủi mà mốt em dẹp nên mập không nổi luôn nè. Tại sao khi kết hôn rồi có gì bất ngờ nữa không? Sau khi mà kết hôn á thì em mới biết á là ảnh là mê game kinh khủng. Có nghĩa là trước đó là không hề biết là ảnh mê game đúng không? Dạ lúc đó thì em biết là chỉ có chơi game thôi chứ em không nghĩ là nghiện tới mức đó. Lúc mà hẹn hò với nhau thì tối tối là 9 giờ là nhắn tin cho em là em ơi anh mệt quá giờ anh đi ngủ đây. Thế là em cứ đinh ninh là trời anh này sao ngoan ngoãn quá đi ngủ sớm. Điều độ quá. Sau khi mà cưới nhau về em mới phát hiện là trời hồi đó nói dối em là nhắn tin xong là bắt đầu ảnh chơi game tới 11-12 giờ đêm thôi. Dễ sợ vậy đó. Tới bây giờ vẫn còn chơi game không? Dạ. Ngày nào cũng vậy hết, đi làm mà sau khi ăn uống tắm rửa xong á là bắt đầu leo lên máy chơi game. Và tới 11 giờ 12 giờ luôn em nổi nóng lên gì đó, em mới kêu là bây giờ anh ngủ không? Đó cuối cùng mới chịu là nghỉ đi ngủ. Thôi để mai muốn chỉ cái chiều khác. Em đừng có thèm nói gì hết trơn trời đó, em chỉ cần mặc cái bộ đồ karate của em vô thôi. Sao em đứng đây nè. Anh đằng sau quay là bảo đảm. Dạ, anh đi ngủ liền em. Đó, chỉ cần mặc bộ đồ đó là nha. Sao anh thôi là quay qua là game over liền. Dạ rồi, anh có thử em nhớ dạ, cái chữ này. Bộ này thì làm thử đi. Nha. Còn em sao, có bất ngờ gì nhiều về vợ không? Càng lì vô đói luôn. Lì là lì sao? Nói cái gì cũng cãi cho được. Cãi tới nào thua rồi thôi. Lì mà lì chứ. Lại nóng nữa. Mà nóng không thua cái lò vi sóng ở nhà em. Tính em thì nóng cho nóng luôn. Cứ tăng đô lên từ từ nóng hết được thì chuyển sang từ cơn nóng thành cơn khóc. Nóng mà mít ướt khổ vậy đó. Karate đây đen mà cũng mít ướt dữ vậy đó hả? Xấu gì nữa không cưng? Vợ thích ngủ sớm nhưng mà sớm đây nghĩa là sáng sớm mới ngủ. Là thức khuya hả? Dạ đúng rồi, khoảng 2:30 mới đi ngủ. Ai biểu chơi game bởi vì người ta ngủ cũng tại em không biết rồi. Rồi em chơi game lý do là sao? Vợ kêu đi ngủ, em ngồi lướt Facebook chút nha, coffee chút nha. Em thì không thích coffee, em chơi game tới lúc buồn ngủ cái nóng lên thà đi ngủ, nhưng mà đâu cho em ngủ được. Nằm ngủ quay như con dòi hả, nhoi mà lăn tại chỗ, có nghĩa là nằm đây quay về quanh đây xong rồi quay về qua đây. Rồi lâu lâu em vô ý em để tay ra thì bị cướp cái tay. Cướp cái tay là sao chị chưa hiểu? Giống như là chị, cái tay em để nằm vậy đúng không? Cái ngàn lần cái lạc vô cái ông vậy. Không, cũng may là cái tay đó chứ không chừng mai mốt là cạp tới cái chân hả trời ơi. Ở chồng em còn gì xấu đâu nói hết chứ anh. Chồng em á rất là bề bộn, sáng sớm á ngủ dậy xong là cái mền thì cứ quăng đó, không bao giờ chịu xếp lại. Thay đồ đi làm á thì quần một nơi, áo một nơi, rồi chưa hết đâu ảnh còn mê cây nữa. Cây mà nắp ấm ăn thịt đó là gì? Dạ, mấy cái cây mà ăn thịt côn trùng rồi đó. Trời đất ơi, người á hả? Dạ. Không, thịt côn trùng người ăn sao nổi vậy? Mà ở nhà em có trồng mấy cái cây đó không? Dạ có. Trời ơi, vậy đó hả? Cây luôn anh ơi. Trời ghê vậy, có nghĩa là mình lấy côn trùng về cho nó ăn hả? Bắt
kiến rồi bắt gián bắt ruồi mũi gì đó bỏ vô cho nó ăn gì đó. Ờ gì hả? Dạ. Trời mai mốt mà bỏ đói nó không chừng vô nó ăn cái chân em á. Cái đó là cái sở thích của em à. Dạ thì mà em không có nhậu nhẹt gì hết thì thôi về trồng cây cho nó. Sao không thích những cái cây gì à, mà nó như dạng như là hoa 10 giờ nè. Dạ đó không có thích. Kiểu người mà thích cây quá lạ không à. Sáng á là ngủ dậy là phải tưới cây, xong rồi ngồi ngắm cây. Tối trước khi đi ngủ là cũng phải ngắm cây. Em không thấy bao giờ mà ngắm vợ hết trơn á. Rồi em có mong muốn chồng em có thay đổi gì không? Em chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là ảnh bớt mê game với lại mê cây một chút. Mê vợ hơn chút xíu là được rồi. Qua chương trình này là nhắm có bớt mê cây một chút xíu không? Game thì em sẽ bớt lại một chút. Nhưng mà khi em bớt game giờ em cũng phải bớt lướt Facebook đó. Cái đó là bạn mong muốn ở vợ mình đúng không? Đúng rồi, giờ vợ bớt nóng bớt lì. Tụi em á, cái mong muốn mà thay đổi về nhau á thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Cái đó thực ra là trách trách gì á, nhưng mà thấy trong đôi mắt á rất là trìu mến, rất là yêu thương nhau vậy đó. Cho nên là chị nghĩ rằng không cần những lời khuyên của chị á, thì hai em cũng tự biết là mình sẽ bớt đi cái gì. Xin cảm ơn em. Dạ, yeah. Cảm ơn anh chị. Sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà không biết là nó sao á. Lúc đó thì lóe lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Một lần nghĩ rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận làm cái bóng của em thôi. Mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Đáo quá vậy. Chú đáo quá. Hai bạn này giống như là một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Em có cảm giác gì không? Nghệ sĩ gì ta? Chị này có cô dâu có một cái nét nét hao hao giống nghệ sĩ Hồng Vân. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Hữu Thành. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ, em tên là Thanh Ngân. Thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng dạ. À. Năm nay em 27 tuổi. Ủa gì rồi cơ duyên nào mà gặp ta? Không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu vậy. Đúng lần đầu à. Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. À. Còn ảnh thì đến anh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. Đó là... Gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm. Thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi thì... Cứ anh cứ vô đó là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Anh chuẩn bị bắt đầu anh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên. Thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây? Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà không biết là nó sao á. Lúc đó thì lóe lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái tay này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ. Thế là nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là cái tay anh cái như tay anh đâu chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin. Cởi đi, cởi ra đi, cởi đi, cởi đi để coi có chắc chắn không. Cởi đi, cởi ra nè, cởi đi, cởi hả, thấy chưa, chắc chắn không đó. Em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế sao? Bây giờ tả lời thế khoan tường luôn. Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì cũng quá hay rồi. Chờ tưởng tượng đi là cái tường này nó khoan sao luôn. Cái thế nó sao? Tường không lẽ thế gì? Khoan đi anh. 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 Khoan sao đâu? Dạ, khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3 khoan. Dạ đi như vậy thôi. À... đứng gì thôi mà yêu đi. Đó chỉ cần đứng có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan chắc chắn là đúng không? Đó không ngờ cái hành động khoan tường sao? Đó mà đã lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Dạ. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan chứ. À, trời ơi. Chị nghĩ theo cái nghĩa quá. Xin lỗi, khoan xin lỗi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể lòng nào nói anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi tiêm với một anh thợ khác nữa. Nên mình đâu dám xin ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em. Nói rồi thôi rồi liệu này là thôi chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho đồng lần thứ ba nhất quá tàm lần thứ ba phải xin.
Đúng rồi, lần sau anh lại tới nữa. Và lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì có là không có ai cả, chỉ có em và anh thôi. Thì em nói là anh ơi, à, anh có xương hội không cho em xin đi, em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Lúc đó em nghe chắc lúc đó chắc mắt trước trước khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ là hơi kệ, mình cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á, thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết, thì làm ơn mày nhắn với anh giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào, nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà, nên mình cũng gọi anh ơi bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Anh nói lúc đó là chỉ nói đúng ba câu là nói về cái người bạn của em thôi, còn cả trăm câu sau là nói về hai em không. Mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Dễ hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai. Em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến coi gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mà nói chuyện với nhau, anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không? Một lần nghĩ rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em, thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Ồ, cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì? Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh, là không được chủ động nhắn tin và gọi thoại cho em, em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị, thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng, anh vâng một tiếng thôi. Ôi, chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên mình kèo dưới vậy? Dạ, em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi, đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì... ai là kèo trên, ai là kèo dưới? Dạ, ảnh kèo trên nhỉ? À vậy hả? Tình nó xoay ngược. Nghĩa là còn là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, giờ thành làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Đúng đấy. Em kể lại chị cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà trước xưa khi mà còn quen á là cái gì ảnh cũng lo cho em 24/24 hết. Là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là ảnh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi. Sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Thế sau này khi cưới nhau về á, sao em lì quá vậy? Anh nói em hoài sao em không nghe? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Tại sao mà có người ta làm thì không sao mà em làm bị uống ly nước mà cái thành ly cũng đặt vô cái răng. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á, thì là cái đó anh nói với anh là cái sự đẹp tuyệt vời là đi thôi. Nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái tệ nạn mà là em không thể bỏ được. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh chị nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà không, vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm rồi hai chồng cùng ăn mới chịu ăn. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cái đó em không bới là anh nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị. Em giữ lập trường cái đó, không có thay đổi. Giữ cái đó rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi, cứ dụ em hoài luôn. Anh đang thấy em vui vẻ, em mình mua chó đi, em mua chó mình bán có lời lắm em. Cái em mua chó gì mà bán có lời? Mua Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi, rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt đó chị. Sao ấy hả? Gặp gì em ơi, cái này làm chuồng chó được nè em. Đi siêu thị em ơi, đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả em ơi, giả này mịn lắm em, mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Coi là em ơi mình phải dọn chỗ này đi em, chó về nó ở ngoài nè em. Coi là từ ngày đó là lúc nào cũng là chung anh ảnh là cũng là dành chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em ơi mình mua xe đi em. Nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH đúng rồi anh, mình mua xe mình chở chó. Chứ mấy xe bình thường chở chó không được, chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi em anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh ôm chó anh chở phía trước. Nói là nhưng mà em nó thích chó đâu, vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi. Coi như là chở nó đi trước rồi anh sau đó có tới được tới phiên em á. Coi chú quan tâm chó thôi còn con vợ kệ. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi, coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy.
Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị chứ đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của anh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ, còn em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi á, chỗ đầu sáp vô cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa, anh ơi còn anh nói gì lằng nhằng người ta, nó xem coi phim hoài nọ là em bực rồi, thôi anh đi ra đi, anh ra khúc kia nằm đi để em một mình em coi. Rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng á thì đến bữa ăn thì mình ăn chung, đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức mình làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng đó. Bây giờ chỉ có hai cái cần thôi đó, đúng không em? Thứ nhất đó. Á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai làm một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá, coi phim ghiền quá đó thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Đó. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Dạ, em biết rồi. Quá. Muốn biết coi ở đâu rồi hỏi chị Vân nha. Sao chương trình? Dạ, em biết rồi. Dạ. Ok. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn tụi em. Khi nào mình thích người đó mình không biết, nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em wow, em bực, em khó chịu, ghen luôn, cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của Vạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Có như là chồng đàn vợ hát. Có nghĩa là lọt sàng xuống nia. Nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng nào. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà tao nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Vậy đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe. Tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời, hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời, hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem không, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử cái ông này sao, có mê gái không nha. Anh ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em
em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tí tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc dạ. đó lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không không biết gì là luôn. Ráng chịu đó. Coi như dạ. bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Và em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Ờ. Không có, không bao giờ mà chính thức nói là ừ mình yêu nha nha em hay gì đó. Em có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó là nó có phải một cái mốc cột mốc đó. Dạ. Có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đầu 1-2-6 là diễn nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà dạ. mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ, nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng luôn đó, kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Dạ, là, vậy đó hả? Ở đó là nhắc họ mình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Rất tại vì á, dạ. mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng. Mình là ca sĩ trẻ nó mình hát. Rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó. Dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm. Giống như không ai đụng được vô em đâu nha. Nhưng mà thấy ông này hiền á. Cái mình cảm giác là mình tin tưởng được. Là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương. Anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi chứ. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó. Không, nên là một công đôi việc. Tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hương. Lên hương yêu là dạ. hương là chồng sáng tác dạ em chồng luôn. Em viết luôn dạ. hòa âm phối khí luôn dạ. thực hiện luôn quay dạ, video clip luôn dạ. dạ móc ống hết anh mới đầu dạ. là tụi em bán hàng nói thẳng là kinh doanh online thêm à. Lúc đó trời ơi khổ lắm em nhớ lần đầu tiên nha xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng trời ơi ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa em á về bị bơm hàng em nói với anh Phong em nói với chồng em chết rồi chồng ơi mất hết tất cả rồi trắng tay rồi phá sản rồi cái gì mà dữ vậy mà có mấy trăm ngàn trời ơi người ta đặt có 300 ngàn rồi nhưng mà anh biết sao không giống như dạ tức nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều người này đặt cái này thì mới đi ra lấy chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa trời ơi khổ quá đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó xong rồi cái em đi lấy hàng em bán trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc em nói em này chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi phá sản rồi trời ơi có hàng chỉ giá có 300 ngàn đó dạ mà bơm hàng em mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó dạ đó bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó cái xong chồng em nói thôi thôi bà ơi của đi thay người còn người là còn của rồi
Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit á. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui bây đi. Giờ mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi, em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bà vô em luôn. Xong rồi cái giọng như nè, chổi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Kêu, dạ, không làm luôn, chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hộp bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Cọc cằn ha, cọc cằn. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá tiêu thùa. Trời, biết nấu ăn biết, biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tuyệt đối luôn. Cái gì dạ. Hỏi nhà bây, bây giờ sao? Bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì đâu gà. Đúc trứng. Trứng một cái rồi. Nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi. Lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc đáp, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thèm, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi. Cảm thấy là trời, cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng, em khóa máy luôn đó, em vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng. Ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong rồi đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng mà rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, nói chính xác. Nó không sẵn, nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng, em có, em cũng có rất là nóng chỉ tính. Có là nóng tính với lại tính kỹ lắm. Tính khó tính thôi thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia dạ, nhau lắm thì rồi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy nóng đứa tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính dạ, đó đúng là rồi. Ba cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em là... nhiều kỹ nha. Đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn tomboy, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó, là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh chim sao học lộ. Vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà không à, chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là fail xong hết, mà về là em là em bị sai quá sai à. Em sợ quá thôi, bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, Osin, Osin, rồi nói bà chung là chỗ hồi bà hồi là em bà vú nấu xin bà vú đó chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu là ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao? Khó tính quá, tự nấu đi. Chứ giờ sao giờ? Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Đó. Dạ. Như là lo luôn, hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là
bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, yên chị vậy luôn phải dạ, không? Dạ, đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi, trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này... Sao chồng coi cho được nha chồng? Uy hiếp quá, ở đây em không biết tối có phòng ở lại không? Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping nhiều nhiều một chút. Bản thân mình. Ê, đi đâu á cạnh ổ hôm nay bạn mặc đồ gì vậy chồng? Đó, bà tự kiếm đi mà. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ bà mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ dạ. Không là mình cứ có thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình.